Chào mọi người, hôm nay thì tôi lại họp nhóm và nói chuyện với mọi người về cái kênh đầu tư gì. Năm nay thì làm cái thương hiệu ông già đầu tư cho nó mới đi, đúng không ạ? Bitcoin thì nó cũng lên rồi, sau bao nhiêu năm ẩn nhẫn thì bây giờ nó cũng lên rồi, giá 9.000. Mà 9.400 như thế này nhá, lên 12.000 nữa nó rất là nhanh thôi. Chỉ sợ nó vùng 3-4.000 đấy, xong bắt đầu không mua vào, chờ nó lâu. Thực ra nó cũng vẫn lên thôi, nó cũng không xóa khỏi CoinMarket, nó cũng không xóa khỏi TradingView. Thế thì cái việc mà nó lên giá là trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng không ngờ là cái cúm này thì mọi người chỉ ở nhà rình rập mua Bitcoin, còn đâu là đi chợ cũng không dám mua cái gì cả, không dám đi sân bay, tất cả mọi cái. Thế cũng bất ngờ mà cái vùng 9.000 nó lên 12.000 rất là khủng khiếp nhá. Để xem Ether nó từ cái vùng mà mọi người sợ hãi 118 lên, nó lên 200 đô, từ 100 đô lên 200 đô là double luôn rồi, đúng không ạ? Thế thì quay trở lại ấy. Đấy, EOS này, đúng không ạ? Bao giờ mới trở về vùng 20 đô? Đấy là những cái mà chúng ta xem rất nhiều. Dashcoin mới đầu ở vùng 42, giờ lên vùng 100 đô rồi, đúng không ạ? Gần như gấp đôi. BNB thì vấn đề là gì ạ? Cái người sau bao giờ cũng có cái cơ hội, và người trước thì cũng có rất nhiều rủi ro. Thì đấy là những cái bản chất của thị trường, của vấn đề. Thế thì hôm nay chúng ta lại luận bàn vấn đề đầu tư gì và xu hướng năm 2020. Bây giờ mới là đầu năm thôi, chúng ta phải ngồi cách nhau 2 mét, đúng không? Tránh trường hợp là rủi ro của cái việc mà hôm nay tôi đọc được là virus nó không lây từ người sang người, mà nó chỉ lây qua cái vấn đề là gần nhau quá, sát nhau quá, đúng không? Thế thì nhìn vào bảng, chúng ta nhìn thấy bảng tổng sắp Bitcoin xanh lét, đúng không? Ether lên 190 rồi, BCH, BSV, USDT, đấy, rất nhiều các cái tổng sắp màu xanh. Thì bao nhiêu ngày tháng chúng ta đầu tư, chúng ta đều nhìn thấy những cái này. Thế điểm qua thị trường, hôm qua có một cái video tôi nói là xu hướng chứng khoán. Nhưng mà chứng khoán ở đây ấy, thì mọi người hiểu rằng là đi mua chứng khoán như thế nào, đúng không ạ? Thì nó có cái công cụ là Bitcoin và ETH để chúng ta có thể tham gia vào các cái chương trình mua chứng khoán, rồi các vấn đề về tính toán thông qua các cái yếu tố mà AI trí tuệ nhân tạo ấy. Dạ vâng. Nhìn vào đây, chúng ta thấy được hôm nay là các cái máy quét của xu hướng thị trường nó đưa ra BCH lên khủng khiếp luôn, 100% tín hiệu mua. EOS 100% tín hiệu mua. Ripple 99.06% tín hiệu mua. Bây giờ thì ông nào cũng nói hay rồi, đúng không ạ? Stellar 99.4% các máy quét đấy, đúng không ạ? Vấn đề chúng ta xem các cái chỉ số tiền ảo của hầu hết các sàn chứng khoán niêm yết hoặc các sàn giao dịch forex nó niêm yết, đúng không ạ? EOS đến 98%. Litecoin 92.9%, đúng không ạ? Đây chúng ta nhìn thấy là tỷ lệ IOTA rất nhiều, Bitcoin lên 872%, Dashcoin 87.1%, Neo Bitcoin 90.1%. Đó là tỷ lệ của các máy đo biểu đồ nhiệt này, nó làm rất là tốt, đúng không ạ? Vậy thì tổng quan các cái mô hình đầu tư ấy, thì hôm qua cái video ấy, thì chúng ta sẽ xem ở các video trước, đúng không ạ? Chúng ta xem lần lượt, chúng ta xem các cái kênh đầu tư mà David có thể quan tâm. Có rất nhiều bạn nói với tôi rằng là gì ạ? Đầu tư ở các cái mô hình này thì chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta vận dụng để nạp tiền và chúng ta đầu tư. Có rất nhiều người nói đầu tư như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ đây, chúng ta đầu tư vào gold, đúng không ạ? Vào vàng, đúng không ạ? Chúng ta vẫn có các tài khoản, ví dụ 2.000 đô này, chúng ta vẫn có thể rút ra được 3.500, đúng không ạ? Deposit 4.500 đấy, đúng không ạ? Tổng lãi 545, tức là phải có cái việc đi tiền. Các tài khoản thì tôi vẫn vận hành, đưa ra rất nhiều các giải pháp cho mọi người. Thì không cứ là riêng Forex, cũng không cứ là coin, chúng ta phải biết qua được các tổng hợp các tình hình. Để điểm qua các cái kênh mà chúng ta nhìn thấy, tất cả nó là các con sóng mà thôi. Neo đấy, Neo hôm nay lên một phát lên 11, lên 12, đúng không ạ? Nó sắp sửa lên khoảng độ 10%, rồi là 20%, rất nhiều, hầu như lên những con lên nó khủng khiếp. ETC cũng sắp sửa bùng rồi, đúng không ạ? Chat đấy, chat bây giờ đang ở các vùng rất thấp rồi, đúng không ạ? Binance đấy, Binance cũng là một trong những cái coin của cái tỷ phú đô la của cái ông chủ sàn Binance đấy. Thế thì Forex này,
Bitcoin, chứng khoán, rồi bất động sản, rồi vàng, có rất nhiều các tin tức. Thì muốn đầu tư những cái đó chúng ta phải có một cái bài lượt tổng quan được. Nhưng làm thế nào để cho phù hợp? Cái sự phù hợp ở đây nó rất quan trọng. Hôm qua tôi nói rằng là cái sự phù hợp, tôi sẽ nói về vấn đề sự phù hợp, đúng không ạ? Các vấn đề về sự phù hợp. Trước khi vào tôi sẽ nói về vấn đề thích nghi. Cái việc thích nghi của chúng ta, đúng không ạ? Đó là yếu tố rất quan trọng. Cái chú cá voi và khủng long, đúng không? Tôi đã nói bài này rồi. Cá voi thì ai cũng biết có ở thời kỳ khủng long, nhưng bây giờ sống đến tận bây giờ nó tồn tại. Nhưng giờ đây cá voi thì thích nghi, có thể sống được ở dưới đại dương, sống ở dưới đáy biển, đúng không? Còn khủng long thì tuyệt chủng rồi. Nó vậy là gì ạ? Chúng ta cần phải có sự thích nghi từ gia đình, đó. Thích nghi tất cả mọi cái điều tốt đẹp. Thích nghi là sự nhường nhịn, sự thuận hòa rất nhiều. Cho đến công việc là sự thích nghi, sự nhẫn nại. Thích nghi là sự cố gắng. Có rất nhiều các bạn muốn hỏi rằng là em đầu tư gì mà không có sự nhẫn nại, thì đến khi mình biết được cơ hội thực sự với mình thì mình lại vượt qua mất. Nhưng có những người thì chưa tìm được sự thích nghi thì họ vẫn gọi là mài kiếm, người ta vẫn ẩn nhẫn để người ta tìm được cái môn đầu tư phù hợp, đúng không ạ? Do vậy cái nội lực bên trong ấy là để chọn ra cái sự thích nghi lúc này. Đó là cái sự thích nghi mà tôi có nói những cái bài trước đây. Vậy thì ai thích nghi với thị trường Bitcoin, Ethereum thì chúng ta sẽ chọn nó, đúng không? Thế khi mà chúng ta đủ kiến thức. Theo như anh đánh giá là hiện tại thì chúng ta nên đầu tư vào Bitcoin, đúng không ạ? Và các crypto. Nói là đầu tư vào Bitcoin, nhưng không phải mua Bitcoin. Ví dụ Bitcoin mua 9.000 nó lên 9.200 thì chỉ được lãi 200 thôi. Nhưng phải dùng Bitcoin để gì ạ? Để hóa ra một số các coin khác hoặc hóa ra một số các dự án khác thì mới có thể là nhân được rất là nhiều tiền, và mình phải trở thành những người cơ hội đầu tiên. Dạ. Đấy, ví dụ như thế, chứ không phải đơn thuần là mua. Tuy nhiên dùng Bitcoin là cái đồng tiền chính để mua một số các coin khác. Ví dụ mua Bitcoin để dùng mua Quitum này, đúng không ạ? Đó, vậy Quitum này hôm nay lên 2.3 này, đúng không ạ? EOS này, dùng Bitcoin để mua, đúng không ạ? Rất nhiều. Thì trong Remitano, đúng không ạ? Chúng ta có thể vào remitano.vn để link của David này, đúng không ạ? Để chúng ta có thể tham gia đăng ký cái link này để chúng ta khởi động cái vấn đề mua đầu tiên, đúng không ạ? Link của David là remitano.vn. Quay trở lại cái việc năm 2020 đầu tư gì, chúng ta sẽ điểm qua các cái báo để chúng ta xem. Người ta hay nói là đầu tư vàng, đúng không ạ? Đầu tư vàng là như thế nào? Là cái việc mà mua vàng, mua một chỉ, hai chỉ, ba chỉ và cất đi đấy, đúng không ạ? Nhưng mà đấy là cái việc tiết kiệm. Có nên mua vàng 2020 hay không? Đúng không ạ? Rồi rất nhiều các cái mô hình đầu tư 500 triệu mở quán cà phê hay không? Đúng không ạ? Rồi làm gì với 1 tỷ đồng lân cận Tết? Đúng không ạ? Làm gì 1 tỷ đồng bây giờ? Ngân hàng nào đang miễn phí rút tiền? Ba câu hỏi lớn trước khi mua cổ phiếu. Đúng không ạ? Các cái video này David cũng có làm rồi. Có nên mua đất khi giá quá cao? Đúng không ạ? Và người ta đánh giá tỷ suất của bất động sản thấp hơn đầu tư vàng năm 2019. Đó là điều đương nhiên. Cuối năm vừa qua có một cái cú swing về giá vàng, đúng không ạ? Rất nhiều các mô hình đầu tư, thậm chí bây giờ có cả cái đầu tư về bảo hiểm nhân thọ nữa, đúng không ạ? Các cái mô hình đó. Thế như chúng ta biết, đầu tư vào bảo hiểm nhân thọ, một là phải hết thời gian thì mới được nhận, hai là phải chết hoặc là tai nạn, thương tật, rủi ro rất nhiều, đúng không ạ? Rồi người ta đầu tư vào bất động sản để cho thuê. Đó. Rồi người ta đầu tư gì với 5 tỷ, rất nhiều các cái mô hình. Thế thì năm nay ở cái video, các video tôi có đưa ra là các vấn đề về xu thế, về trend chứng khoán. Thì một số bạn muốn biết về trend chứng khoán thì có thể đăng ký các link ở dưới. Thì David cùng với các bạn có thể nghiên cứu và đưa ra các giải pháp để cho chúng ta vào được các cái hệ thống đầu tư sao cho nó an toàn nhất, hiệu quả nhất. Vì sao FX thì lại không kiếm được nhiều khách hàng? Đó, chúng ta đầu tư vào Forex, chúng ta nạp tiền, chúng ta rút tiền, đúng không? Ngày càng có rất nhiều các cái phương tiện để chúng ta có thể nạp tiền, rồi rút tiền, rồi đưa ra các mô hình giao dịch. Đúng không?
Thế nhưng mà để mà giao dịch thành công thì lại không phải là chuyện đơn giản. Phải có những công cụ, mà công cụ thì chuẩn thì là ok, còn công cụ không chuẩn thì lại thua, lại cháy, đúng không ạ? Và cách dễ dàng đi đến cái việc cháy tài khoản nhanh nhất đó là sự ẩu đả, ẩu giao dịch, đúng không ạ? Không có tư duy cũng như là chưa được học và kiến thức. Do vậy việc giao dịch ngày càng rủi ro hơn. Do vậy người ta thiên hướng đến những cái mô hình giao dịch an toàn, ủy thác đầu tư an toàn với các cái triết lý kinh doanh, đúng không ạ? À, an toàn hơn. Cái trend xu hướng 2020 được đầu tư là đó là coin, đúng không ạ? CFD vẫn là chủ đạo. Về bất động sản, về chứng khoán, về tiền điện tử, về vàng, thậm chí đầu tư vào cái nghề của chúng ta, đó là nghề môi giới, nghề IB đấy, interim một broker đấy, môi giới các thể loại, đó chính là một trong những cái đầu tư vào bản thân của mình. Đầu tư với số vốn lớn, đúng không ạ? Về đầu tư với số vốn nhỏ, đó, vốn số với số vốn ít thì làm gì, thì đây là những cái mà chúng ta cần phải làm. Thế thì chúng ta luôn luôn đưa ra các cái dự án để mà chúng ta khởi động, mà thông thường thị trường nó nhộn nhịp thì chúng ta mới nhảy vào. Nhưng mà trước đây thì thị trường chưa nhộn nhịp đâu, thì người ta vẫn còn xem chừng. Nhưng mà bây giờ mà người ta muốn nhảy vào là người ta sẽ lao vào, đúng không ạ? Lao vào. Thế người ta mới sẽ nhìn thấy được rất nhiều các cái biến động. Thứ nhất là vấn đề về thời tiết, đúng không ạ? À, các vấn đề về thời tiết, các vấn đề về chiến tranh địch họa xảy ra. Iran bây giờ các chiến tranh thương mại Iran Mỹ rồi chiến tranh, thậm chí chiến tranh bằng các hỏa lực, đúng không ạ? Nó khiến cho giá vàng nó điên đảo. Thế người ta mới rực lên, người ta mới lao vào vàng, thì tức vàng lại xuống, thì chúng ta có thể nhìn thấy giá vàng có thể điều chỉnh. Mới đó thì gì ạ? À, Mỹ giã Iran, đúng không ạ? Vàng lên cao từ các vùng thấp, đúng không ạ? Là ở các cái vùng như là vùng 1473 lên cao nhất đó là 1607, và khi nhà đầu tư lao vào, sự đồn đoán là sẽ lên 1700, 1900, và các chuyên gia bắt đầu nói là nó sẽ lên 1900, thì lập tức lại có con sóng đánh xuống, nó sập một phát xuống thì ở 1534, và các chuyên gia lại nhảy vào nói rằng nó sẽ xuống nữa, nó sẽ xuống nữa, chiến tranh bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng rồi. Iran thực tế là không có gì cả, đúng không ạ? Đã nói rằng là chúng tôi sẽ công bố cái nơi mà chúng tôi sẽ nã đạn vào và thông báo trước. Do vậy cảm thấy rằng chiến tranh nó bắt đầu xoa dịu thì lập tức vàng nó xuống. Nhưng vừa mới các chuyên gia nhảy vào nói là vàng nó sẽ xuống đấy thì lập tức nó lại hồi lên, bởi vì chiến tranh địch họa nó sẽ xảy ra. Rồi chiến tranh địch họa nó có thể gì xảy ra nhưng có thể hoãn lại, và nó không còn tiềm tàng cái rủi ro nữa, thì lập tức giá vàng giảm xuống. Nhưng vô tình nó lại có một cái yếu tố về thời tiết, về bệnh tật khiến cho giá vàng lại tăng lên. Người ta muốn dự trữ bằng vàng, người ta muốn dự trữ một cái đồng tiền an toàn hơn để phòng, mà thực tế tiền nhiều thì để làm gì ạ? Để cho sự an toàn hơn mà thôi. Do vậy người ta có xu hướng là để giao dịch cho nó an toàn, cầm mỗi ông hai cái thỏi vàng to bằng nắm tay ấy, đúng không? Chạy Dạ. đi lủng là lủng lẳng đấy, đúng không ạ? Dạ. Cơ hội liên tục xuất hiện Đúng rồi, trong vòng từ nửa cuối năm 2019 đến bây giờ đúng không ạ? đúng rồi. Thế thì bây giờ vàng thì nó lại hết nhiệt, bây giờ người ta lại bảo không, phải có một cái gì đó ngon hơn, đó là ví blockchain, là bắt đầu ví đó được kích hoạt để mua XRP tăng 36%, và bây giờ người ta lao vào đi mua Ether. Tại sao Ether 84, 81 đúng không ạ, bây giờ tăng lên 5% trong một ngày, và những người bắt đầu gì, người ta chỉ ở nhà bắt đầu người ta trao đổi, và Trung Quốc bắt đầu tung ra những cái tin, à, chúng ta tìm hiểu là Trung Quốc thúc đẩy tiền điện tử riêng mình đó, vội vã phát hành đồng tiền điện tử riêng mình, đúng không ạ? Dọn đường cho kỹ thuật số của riêng mình, và nó tung ra những cái tin này, đúng không ạ? Rất nhiều cái sẵn sàng ra mắt tiền điện tử, rất nhiều nữa, khiến cho cái vốn hóa của thị trường coin nó bắt đầu tăng lên. Thế bây giờ nhà đầu tư lại lao vào, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta mua ở cái Bitcoin ở cái vùng thấp để chúng ta có được những cái sự đầu tư và có những cái cơ hội, lập tức chúng ta sẽ có được những cái thế trận mà năm 2020 này mở ra. Đối với người khác thì người ta cũng nói là tham lam thì tôi sợ hãi,
mọi người sợ hãi thì tôi tham lam, hoặc là mọi người đang lao vào thì tôi phải lao ra, tất cả rẽ phải thì riêng tôi rẽ trái. Thế nhưng mà hầu hết kể cả các chuyên gia cũng đều phải theo xu hướng mà thôi. Nó đang lên này, ông cứ rẽ vào ông bán đi, teo luôn, đúng không ạ? Vấn đề là phải chọn thời điểm phù hợp mà thôi. Hoặc là ông cứ đang xuống này, ông bảo ông mua đi, nó rơi một phát thôi. Người ta gọi là dao đứt, bắt dao đứt tay đấy, rơi phát thôi, ông bắt đáy một phát là nó sập tiếp phát chết. Đó vậy thường người ta nói là đi đúng xu hướng, đi đúng xu hướng đám đông. Anh có giỏi thì anh đi rẽ phải mà anh tất cả nó rẽ trái, mà anh rẽ phải cái tai nạn ngay. Thế do vậy là nó đúng tùy từng thời điểm. Do đó các cơ hội đầu tư nó được xuất hiện thông thường ở các cái yếu tố là sự phù hợp. Với bản thân ví dụ ông làm YouTube đúng không ạ? Ông phù hợp với nó thì ông phải làm YouTube. Bạn hãy đổ hết tiền vào YouTube chẳng hạn như vậy. Bạn hãy đổ tiền vào video, trang phục đúng không ạ? Các ý tưởng và đặc biệt là ý tưởng. Tôi nhớ trước đây tôi rất là hâm mộ Vanh Lét nhạc chế đấy đúng không ạ? Sau đó gặp Vanh Lét, Vanh Lét bảo là cháu làm rất là vui, rất là thích. Nhưng chỉ đợi giai đoạn đầu, sau đó cháu ấy đi kinh doanh, có được tiền rồi phải đi kinh doanh và ý tưởng nó hết. Và hầu như các ca sĩ làm YouTube đến một thời gian nào đó cũng sẽ cho các sản phẩm của mình ít đi và tập trung vào các việc khác. Đó là sự phù hợp bản thân. Lúc đó tuổi trẻ nhiệt huyết làm tốt. Thế vậy đầu tư cũng thế. Đầu tư nó là sự phù hợp của bản thân, đúng không? Lúc này đầu tư vào YouTube. Nhưng bây giờ đầu tư vào Facebook là chết toi, đúng không? Nó kiểm nghiệm rất chặt, đúng không? Đó. Bất động sản. Thế nếu mà anh mà đầu tư vào bất động sản ok, anh định vị ra nguồn vốn đã, đúng không ạ? Định vị vốn đúng không ạ? Hay là định vị bản thân làm môi giới. Môi giới là nhiệm vụ là gì? Nhét đất vào tay khách hàng. Đơn giản thế thôi. Jordan Belfort người ta nói rồi, đúng không ạ? Môi giới cho khách hàng. Thực ra là định hướng cho khách hàng và nhét, nhét đất vào tay khách hàng, nhét sổ đỏ vào tay khách hàng. Ông môi giới chứng khoán thì cũng thế, đúng không ạ? Vấn đề là gì ạ? Ông môi giới chứng khoán khác với ông đang đánh chứng khoán vào ủy thác với khách hàng, đúng không ạ? Đấy là bất động sản, cũng phải định vị bản thân. Nên rất nhiều các bạn trẻ nói rằng là con 22 tuổi không biết làm gì, con năm nay 20 tuổi không biết làm gì, vậy thì đi học đi, đúng không ạ? Đi học, đọc sách, nằm ở nhà nhẫn đọc 100 cuốn sách, đúng không ạ? Đêm đọc, nằm đọc, đứng đọc, ngồi đọc. Để biết được định vị nó phải sự phù hợp đấy. Đó. Thế sau khi đó mới xuống núi gieo mình vào một cái công ty nào đó để làm và trở thành một cái nhà đầu tư xuất sắc, hoặc nhà môi giới xuất sắc, hoặc nhà bán hàng xuất sắc, đúng không? Dạ. Có sự bình luận. Mà ông làm cái gì chẳng ngon, ông làm YouTube, ông cứ làm giỏi đi, để kiếm tiền tỷ, đúng không? Dạ, thế bảo ông không có được tiền đầu tư thì ông phải đi tìm các cái đồng bọn của ông để ông làm YouTube, đúng không? Ví dụ hợp hai thằng có ý tưởng, một thằng có xe máy thì lập tức là có ông xe máy ông chở đi rồi, là tức đến cái địa bàn để làm YouTube. Ông có ý tưởng thì gặp cái ông có camera để ông quay, đúng không ạ? Dạ, đúng chính xác. Đó, đúng, đúng. Bất động sản thì đâu phải bất động sản không ai không kiếm được đâu. Đầy ông đầu tư thì không kiếm được, mà ông môi giới lại kiếm được. Và ngược lại, đầy ông môi giới thì nghèo rất mồng tơi, nhưng ông đầu tư thì lại ngon lành. Có những ông đầu tư kinh khủng, đúng không ạ? Dạ. Bạn của tôi đầu tư có những cái miếng có 300 nghìn rồi nó lên 7 triệu một mét vuông, khủng khiếp quá. Toàn những người giàu. Rồi. Rồi về Forex. À, cái này nghề này, đúng không ạ? Thế bây giờ ông định vị là đầu tư, ông là nhà đầu tư, ông đánh cháy là ông sẽ mất tiền, hay là ông làm IB, đúng không? Bạn làm IB là bạn introduce broker, bạn làm môi giới, đúng không? Nhưng bạn môi giới mà bạn không có khách hàng là chết toi, đúng không? Môi giới là phải có khách hàng, bạn cứ nói là lương của bạn kém nhưng mà phải có khách hàng, đúng không nào? Dạ. Nếu bạn không có khách hàng thì chỉ có cách là bạn phải học thật nhiều để làm được khách hàng, không thì bạn phải có tiền để bạn trở thành nhà đầu tư. Bạn nhà đầu tư có thể là hiện năm nay cái Forex này nó rất là quan trọng, là nếu trong trường hợp bạn chỉ làm nhà đầu tư từ 100 đô thôi, nhưng mà bạn có được cái hệ thống copy thì bạn cho copy, bọn Trung Quốc nó copy bạn thì bạn kiếm mớ tiền, đúng không ạ? Không phải 01 tài khoản 100 đô bạn đánh 0,01 đi, bạn trở thành người giỏi đi, đúng không ạ? Vốn có 2 triệu, đúng không ạ? Bạn tự tin bạn chỉ đánh 0,01, đúng không ạ? Ví dụ tôi tự tin tôi đánh 0,01, đúng không ạ? Nhưng mà tài khoản 2.000 đô của tôi, đúng không ạ? Tôi đánh 0,01 vẫn lãi, đúng không ạ? Đấy, và tôi làm cho các bạn copy. Ví dụ đấy là như vậy, 100 đô, đúng không ạ? Rất nhiều, đúng không ạ?
tháng này lại bắt đầu triển khai lãi đúng không ạ, rất nhiều đúng không ạ, các tài khoản đó, follow me đấy, rồi trong copy vip ấy bắt đầu sang tháng mới đây đúng không ạ, bắt đầu tháng 2, từ mai bắt đầu sang tháng 2 rồi, tháng 1 là được 34.96%, các tháng trước toàn 12-15% thôi. Năm 2009 thành công với rất nhiều các chiến lược, bây giờ năm 2020 bắt đầu triển khai đúng không ạ, cứ làm thế nào thì rất nhiều copy. Tôi chỉ cần tài khoản 100 đô mà 0.01, mà năm nay ấy, không phải chuyện đơn giản là IB đâu đúng không ạ, IB bây giờ phải giỏi, phải có trình độ đúng không ạ, đấy lúc tài khoản có lúc có sụp xuống này xong lại hồi lên này đúng không ạ, rất nhiều và tỷ lệ vẫn đạt 34.6% quỹ đấy, và no loss hedging system rất nhiều đó. Thế thì cái vấn đề ở đây là forex là chúng ta có thể làm và copy, và thị trường của chúng ta rất lớn nhé, thị trường rất lớn, có thể thị trường Trung Quốc, Malaysia, Indonesia đông dân. Và tôi nói rằng là nếu các bạn đánh được giao dịch được cái gọi Quảng Linh MT5 rồi Quảng Linh MQL5 vào cái thị trường Trung Quốc, nó tấn công sang đấy nó khủng khiếp lắm, nó follow ầm ầm đội rất nhiều tiền. Như thế tài khoản 100 đô bạn thắng mà cứ làm cho các tài khoản 100.000 nó follow thì khủng khiếp đúng không? Dạ. Đấy. Rồi. Nhưng tôi muốn nói đến cái thị trường chứng khoán đúng không ạ? Năm nay một số công ty công nghệ là phải theo dõi rồi. Các công ty về dược là phải theo dõi rồi. Một số các công ty, đặc biệt là các cái dự án về Bitcoin đúng không ạ? À, là các công ty đấy nó phải thiên về công nghệ. Các công ty đặc biệt nữa đó là các công ty liên quan đến mạng 5G. Mấy ông nào mua cổ phiếu của công ty mạng 5G đợt tới nó bùng ra một phát thôi là nó sẽ bùng, đúng không ạ? Ông nào mua được ngành dược, ví dụ như công ty của Japan ấy, là chúng ta thắng. Dược được vừa rồi thắng, đúng không ạ? Các cái công ty về dược, đúng không ạ? Sản xuất không kịp. Chứng khoán của các công ty này, và đặc biệt là mạng 5G, y tế, đúng không ạ? Nhưng mà tôi thiên về, tập trung tất cả mọi cái, chủ yếu nghiên cứu về thiên về công ty công nghệ. Công nghệ. Vì sao? Vin sẽ từ bỏ bất động sản, thoái dần và trở thành công ty công nghệ. FLC cũng sẽ trở thành một công ty công nghệ ở thung lũng Silicon tại Việt Nam. Ví dụ như là họ sẽ làm nghiên cứu các cái dự án về công nghệ dành cho tài chính, công nghệ dành cho hàng không, công nghệ dành cho bất động sản, công nghệ áp công nghệ vào. Vin cũng thế. Dạ. Và sự tuyên bố của Tesla là một công ty mô tô, ô tô điện, đúng không ạ? Thiên về công nghệ ô tô không người lái. Máy bay, taxi, nói chung rất nhiều đúng không? Nói ra rông dài, toàn chém gió trên mây thôi. Nhưng mà thực tế nó là như vậy. Và nó muốn đưa năm 2025 đến 2035, trong vòng 10 năm là có taxi bay tại Nhật Bản. Kinh khủng khiếp không? Thì mình cứ nhớ là cứ chiến lược 10 năm đúng không ạ? Ví dụ Đảng đưa ra các cái cơ chế chiến lược là 5 năm lần thứ nhất, 5 năm lần thứ hai, rồi 10 năm đúng không ạ? Thì cái năm 2020 nó là bản lề. Sau đến năm 2030 thì ở các nước ngoài nó cũng thế, nó cứ đưa ra chu kỳ 10 năm. Năm 2020 này nó sẽ có một cái chu kỳ mới. Sau đến 2030, sau 2040, 2050 cứ như vậy đúng không ạ? Thì trong 10 năm thì đây là khởi đầu cho một cái cuộc cách mạng đại xu thế. Thế thì tôi mới nói rằng là hầu hết chúng ta sẽ thiên về chứng khoán của công ty công nghệ, và đặc biệt là mạng 5G và những dự án thay đổi của các công ty thiên về công nghệ. Đó. Loanh quanh thì ai cũng nói là thế anh đầu tư gì, anh đầu tư vào vàng, anh đầu tư vào chứng khoán, anh đầu tư vào Bitcoin, anh đầu tư vào tiền điện tử như thế nào, anh đầu tư vào cá nhân, bản thân, đại loại là như thế, đúng không ạ? Nhưng mà phải chỉ ra được chi tiết đó là những cái thiên về cái gì. Do vậy đội của tôi, đúng không ạ, đội của tôi nó thiên về các công ty công nghệ, các cái Bitcoin để giải mã, các cái chứng khoán về công nghệ, đúng không ạ, các cái máy quét AI, đúng không ạ, và tập trung chủ yếu là nghiên cứu các công ty công nghệ đó, và chủ yếu dùng BTC hay là ETH để mua các cái cổ phiếu này. Và đây là xu hướng chính trong cái việc triển khai đầu tư.
2020. À rồi, thế bây giờ vẫn liên quan đến một số các bạn nói là thế bây giờ tôi là nhà đầu tư hay là nhà môi giới, vậy sự phù hợp bản thân thôi. Nếu bạn có không đồng, bạn sẽ chọn lựa cái việc là tìm nhà đầu tư có tài chính để mua và chúng ta ăn hoa hồng. Cái đấy đơn giản thôi, đấy là giống như tôi cũng thế, đúng không ạ? Trước đây tôi có thể làm môi giới, cái đấy chuyện đấy là chuyện bình thường, sau đó tích lũy tài chính được rồi tôi sẽ trở thành nhà đầu tư, đúng không ạ? Thì nó chỉ có hai kịch bản xảy ra, là một là nhà môi giới, hai là nhà đầu tư invest, và thứ ba là cả hai, đúng không ạ? Và ông nào khôn là cả hai. Mà bây giờ môi giới nó rất thông minh, nó có link affiliate, đúng không ạ? Có cái vấn đề về video, đúng không ạ? Có vấn đề về công cụ hỗ trợ. Do đó là gì ạ? Em phải trở thành cái người cả hai này thì sẽ tốt hơn. Nhưng tại sao có những người người ta chỉ chọn một? Bởi vì người ta có công việc kia tốt hơn rồi, đúng không? Dạ, ra thì sao? Rồi những người khác chỉ có làm môi giới thôi, bởi vì người ta mới vào, kiến thức người ta sẽ học, và đặc biệt khi mình làm cả hai mình sẽ học được rất nhiều. Đó, từ cái việc này mà chúng ta thấy được là cái định vị vốn là một, định vị bản thân là hai, và sự chọn lựa theo cái công việc sẽ chúng ta sẽ giúp được đầu tư gì năm 2020. Sau đó chúng ta chọn được cái trend, đúng không ạ? Chúng ta trend, sau khi tìm hiểu được cái này rồi, bất động sản rồi nhá, forex rồi nhá, chứng khoán rồi nhá, thì chúng ta đón cái trend. Trend của chúng ta rõ ràng đó là chứng khoán coin vẫn là chủ đạo. Nếu chúng ta chọn FX, FX sẽ không có nhiều khách hàng mấy. Bây giờ em ra em đăng ký tài khoản FX và xem, đúng không? Trend 2020 xu thế chứng khoán nó nổi lên. Và rất nhiều các cái thông tin mà chúng ta có thể nhìn thấy được rằng, đúng không ạ? Các công ty, đúng không ạ? Chứng khoán càng ngày càng tăng, đúng không ạ? Qualcomm, một công ty của Mỹ, tăng 20 đô lên 80 đô, chúng ta nhìn thấy cái ví dụ đấy, đúng không ạ? Đó. Mai Phương Thúy đánh giá, đúng không ạ? Và các câu chuyện của người Nhật đối với cái việc mà tăng giá chứng khoán. Tôi thấy rằng là gì, các twist tăng giá, đúng không ạ? Do vậy các cái bài về chứng khoán tôi đã phân tích rồi, đúng không ạ? Các app, các công nghệ, đúng không ạ? Các máy quét của thị trường, các lý do đưa ra, đấy là những cái yếu tố. Và từ dịch, đại dịch corona bùng phát, cổ phiếu của doanh nghiệp sản xuất khẩu trang tăng khủng khiếp luôn, đúng không? Các cái trend, các cái đú trend ấy, đúng không? Rất nhiều. Và tôi nói rằng là năm 2016, đúng không? Bất động sản, vùng ven, đất nền rất nhiều. Năm 2017 Bitcoin, và có thể năm 2020 quay lại sau đúng 3 năm. À. Nó giống như là một cái sóng đang lên, nó hồi xuống. Người ta gọi là sóng hồi, và tận tăng lên tiếp. Thì dự đoán 2020 nó là như vậy. Forex binary option nó sẽ chững lại, bởi vì tìm kiếm khách hàng nó sẽ khó hơn. Do đó là gì ạ? Và tôi nghĩ rằng là tỷ phú chứng khoán sẽ nhiều, đúng không? Và rất nhiều các cái thông tin để chúng ta có thể xem xét. Và lại quay trở lại với cái hệ thống quét, đúng không ạ? Đến 100% BCH, đúng không ạ? EOS, Ripple đến 99.6%. Đấy là những cái mà nhóm của chúng ta nghiên cứu và đưa ra các cách để chúng ta xem xét. Ethereum lên tăng, tăng khủng khiếp, đúng không ạ? Bitcoin, đúng không ạ? Tăng lên 94 rồi, 94.69, 94.69 rồi, đúng không ạ? Litecoin 71 đồng. Đó. Thế thì khi mà mình hiểu được cái vấn đề này rồi thì lập tức là chúng ta đưa ra cái lựa chọn của bản thân của mình và tìm hiểu ra được cái trend năm 2020. Thì hy vọng rằng cái video này cũng như là cái link ở dưới video này giúp cho chúng ta có sự liên lạc với nhau. Sau đó mọi người có thể gì à, tham gia chat cũng như là liên lạc cùng với David sao cho chúng ta có được những cái tư duy đầu tư tốt năm 2020 và chào đón năm 2020 với những cái sự phát triển của nhóm chúng ta. Xin được cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.